Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Bình luận viên Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là kèo 44 giữa Đồng Tháp và An Giang. Hiện giờ An Giang đang cắn ớt nha các bạn. Đi chứng hành ống kính của Lâm là cầu toàn áo đen, quần đen, Bình An và Nhật. Còn bên kia với sự xuất hiện của Salad, tay trái biên số 2, Ngại, Thế Vị và Hải Mập. Các bạn nào còn nhớ Hải Mập không? Hải Mập là đối thủ của Bình Hùng Bình Định 1-4. Hải Mập bên kia nha các bạn. Một pha xử lý quá thông minh của Nhật. Có thể nói là tem Đồng Tháp hơi vượt trội hơn nha các bạn. Bình An áo đỏ, quần đỏ và Toàn quần đen áo đen. Phản công cho Bình An. Quá hay cầu, trời ơi trời, chết tôi, trời ơi, trời ơi, quá hay cho cầu. Một pha cú bóng quá ghê của cầu. Quá đáng tiếc pha bóng rồi của Bình An, bóng bay ra ngoài. Ba hai. Phòng thủ quá hay cho Nhật, phản công cho Bình An. Quá hay cho Hai Mập. Các bạn quá hay cho Hai Mập các bạn ơi. Một pha phòng thủ quá hay cho Hai Mập bên kia. Ba đều. Ngại đánh bóng không qua lưới. 4-3. Toàn biên số 2 quá khó chịu vậy các bạn. Năm ba. Một pha xử lý quá thông minh của Thế Vị. 4-5. Một pha chuyền bóng không được tốt của cầu. 5-5. Một pha xử lý quá hay của Thế Vị. 6-5. Lại là Toàn đánh bóng hỏng bay ra ngoài. 7-5 nghiêng về cho tem An Giang, chợ mới An Giang. Một pha bật tốt của Bình An. Sáu bảy. Một pha quá khôn khéo của Toàn. Bóng không chạm tay Toàn, các bạn ra ngoài. 7-7.
Chạy kìa. Một pha xử lý quá hay của thứ bảy đổi sân 8-7. Lại là Bình An đánh bóng bay ra ngoài. 9-7. Đây là chợ mới An Giang các bạn, giao kèo và cáp kèo, một tay dưới lỗ tai thường các bạn. 0-7, lỗi kỹ thuật nha các bạn. Một pha xử lý quá hay của Bình An. 8-10. Quá ghê cho Salad. Thật sự Salad bóng truyền nông dân quá ghê. Lần đầu tiên thấy Salad đập một cái bóng quy lực ghê gớm các bạn ơi. 11-8. Thật sự dò gà cho tem của Đồng Tháp. 0-1. 10-11. Chưa biết điều gì đang xảy ra đâu nha các bạn. Một pha xử lý tốt của thứ bảy. 12-10. Bóng lại ngoài tiếp tục. 13-10. Một pha xử lý không được tốt của ngài. 11-13. Quá ghê cho Toàn. 12-14. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Tem Hải Mập, Thế Vĩ, Salad Đầu Bạc, Ngại và vào bờ an toàn và an toàn. Chết trong cả tôi rồi trời. Quấn cà xèo cà xèo. Hai ông chạy
mập rồi nè.